Xin chào tất cả em đã đến với kênh Béo Chibi. Và hôm nay chị em chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 15 tây tháng 8 năm 2019 nha. Để xem có những đơn hàng nào thú vị các em ha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bé Nguyễn Ngọc Trung, 203.000 nha. Đây, Ngọc Trung có mua một cây dù cho búp bê nha. Dù nhỏ nha các em. Dù nhỏ này chỉ có 8.000 thôi, rất là đẹp ha. À, đủ che cho búp bê á. Dễ thương quá à, 8.000 nha. Tiếp đến bạn có mua một hũ hương sô-cô-la nha, vị sô-cô-la, hương sô-cô-la cực kỳ thơm luôn, 5.000 một chai như thế này. Các em mình cùng nhau đếm nha, chị em chúng ta cùng nhau đếm nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 và 10, đủ 10 chiếc hũ của chúng ta nha, có nắp luôn nha em, mỗi chiếc hũ tim như thế này là 5.000. Bạn còn có mua cả một cây đất sét 12 màu nè các em, 35.000, rất là vui ha, chơi rất là vui luôn. Yeah, còn có một chú ngựa Bonnie thời trang nữa nè, Bonnie tóc thật đó các em. Đây, những tóc màu đỏ nha, tóc này là tóc thật của Bonnie luôn á. Rất là dễ thương, 30.000 một Bonnie tóc thật như thế này. Wow, bạn còn có mua cả một vỉ làm bánh kem cực kỳ dễ thương luôn nè các em ơi. Có ghế nè ha, để chúng ta cho khách ngồi. Còn có xe để chúng ta đẩy kem đi bán nữa. Và phía trên đây thì có bánh nè, kem nè. Có rất là nhiều loại kem khác nhau, có cả kẹo nữa. Rất là dễ thương ha. Một vỉ như thế này, to như thế này nè các em ơi, chỉ có 75.000 thôi. Và tiếp theo sau đây sẽ là đơn hàng của Hoàng Hà Vi, 230.000. Đầu tiên Hà Vi có đặt là một gom tủ lạnh nha, vừa hạt nở vừa là cá heo, rất là dễ thương, 5.000 một và gom tủ lạnh. Có một chiếc phao mini nha, cho búp bê đây, chỉ 10.000 một chiếc thôi, chơi cực kỳ vui nha. Wow, những cô nàng công chúa Elsa xinh đẹp nè. Đây đây là cọng chỉ nó dính thôi nha các em, chị lấy ra. Đây rất là dễ thương ha. Đây, bạn mua là tới 4 cây nha. Đây là cây kẹp nha các em. Đây. Đây, cây kẹp nè. Đây, kẹp mỏ vịt nha. Này là kẹp mỏ vịt nè, dễ thương không, hình công chúa Elsa ha. Rất là đẹp luôn. Do là bạn mua tới 4 cây luôn cho nên là shop lấy cho bạn 2 cây màu hồng và 2 cây màu xanh. Xinh không các em? Rất là xinh nha. Đây, mỗi cây chỉ có 7.000 thôi, cực kỳ dễ thương luôn. Yeah, trời ơi, cưng quá đi. Một chú gấu ôm xúc xích rất là dễ thương. Và to nữa các em, mà mềm nữa, vừa mềm vừa thơm nữa. Whisky gấu ôm xúc xích đó các em. Đây, lỗ tai gấu còn có hình có cả hình trái tim nữa, rất là dễ thương. Một whisky như thế này là 75.000 nha. Bạn còn có mua cả một móc khóa Army của BT21 nè các em, dễ thương không, 10.000 thôi nha. Có cả chút viết chì nè các em, dễ thương không, hình kem nha, rất là dễ thương luôn, cũng 10.000. Bạn còn có mua cả 4 cây bút nè các em ơi, 2 cây bút ngựa pony nha. Đây, 2 cây bút ngựa pony, một vàng và một xanh, dễ thương không, có hình trái tim, có hình ngôi sao nè. Cây bút vua heo, bút galaxy gà, dễ thương quá, 5.000 một cây ha. Wow, bạn còn có mua cả 4 nhãn dán BTS nha. Đây, nhãn dán tập BTS đó các em. Rất là nhiều luôn, nhiều ơi là nhiều. Một sách như thế này là trong đây là có rất là nhiều tờ luôn nha. Đây, một sách như vậy là chỉ có 8.000 thôi, bạn mua 4 sách nha. Và đây là đơn hàng của bé Nguyễn Phan Thanh Thư, đơn hàng 156.000. Đầu tiên là 186.000 nha em, nhưng là do nè, cái sổ lấy pin này ở bên shop hết rồi nên trừ ra 30.000 cho em. Đơn hàng, tổng đơn hàng thay vì 186 thì đơn hàng của mình còn lại là 156.000 nha. Nếu em muốn thêm cái gì á, hoặc là như thế nào thì em có thể liên lạc ngay với shop sau khi mà xem video xong em nha. Và đây, đầu tiên bạn Thư có đặt là tóc giả lai, rất là đẹp luôn. 2, 4, 5, 5 màu tóc luôn nha các em. Đây, màu đỏ chung với màu hồng nè, các em thấy không? Dễ thương quá. Màu xanh lá và màu xanh dương, có cả màu vàng nữa. Đây, cài lên tóc rất là cá tính luôn nha, mà chỉ có 5.000 một bịch như thế này thôi. Một cây bút hoa đổi màu, hoa bạch môn á các em, rất là dễ thương nha. Đây, vừa là hoa vừa là bút luôn, 7.000 một cây. Wow, bạn Thư cũng có mua là nhãn BTS nữa nè các em. Bạn mua một sách nhãn BTS chỉ có 8.000 ha. Rồi, các bạn chuẩn bị cho năm học mới cực kỳ là chu đáo luôn đó.
Và ngoài nhãn BTS thì bạn còn đặt là nhãn Blackpink nữa nè các em. Rất là đẹp ha, dễ thương lắm luôn á. Một sắp nhãn dán Blackpink như thế này á là cũng có 24 tờ trong này nha các em. 24 tờ mà chỉ có 8.000 thôi, rất là rẻ nha và cực kỳ đẹp nữa. Đẹp quá chừng luôn. Bé Thư còn có đặt là hai lọ điều ước nữa nè. Các em ơi, vào năm học mới rồi, các em ước gì? Ước cho mình thông minh, học giỏi nha, được thầy cô bạn bè yêu mến nha. Chỉ có 7.000 một lọ điều ước thôi. Và đây là quyển sổ nhật ký của BTS. Dễ thương không các em? Cực kỳ dễ thương ha. Rất là đẹp luôn. 30.000 một quyển nha. Bạn còn có mua là 3 viên nến nữa nè các em. Mỗi viên chỉ có 2.000 thôi. Một cái trứng lưới 10.000 chơi rất là vui. Không những thế, bạn còn mua có cả hình Blackpink nữa nè các em. Dễ thương không? Rất là đẹp, rất là cá tính ha. Một sắp như thế này chỉ có 10.000. Cả em bé ngồi bồng cầu nữa nè các em ơi. Chúng ta sẽ chế nước vào đây nha. Và đây, các em có thấy hai cái mũi tên không? Để mình tách chân em bé ra đó, khi mà muốn trên một bạn nào ha. Rất là dễ thương em bé ngồi bồng cầu này. Cái mặt bầu bỉnh quá. Dễ thương như thế này chỉ có 25.000 thôi, chơi cực kỳ vui nha. Và đây là đơn hàng của bé Phương Phi, 138.000. Rất là sáng chói long lanh luôn nè. Trời ơi, thấy hình luôn. Rất là đẹp nha các em, ánh hologram cực kỳ sáng chói ha. Một hộp bút thỏ ánh hologram như thế này chỉ có 70.000 một hộp bút thỏ này nha. Có một cây bút Việt Galaxy nha. Thật ra đây là chú gà nè các em. Gà, Việt, giống nhau không? Cái mỏ thì giống vịt nhưng mà cái mặt thì giống gà. Chú gà hay chú vịt gì cũng được em ha, mà miễn là mực Galaxy là được rồi. Đây rất là dễ thương nha, 5.000 một cây. Em còn có mua cả 3 tip kẹo kem đánh răng nha, chị lấy cho em 3 mùi hương vị khác nhau, rất là dễ thương ha, 10.000 một tip. Và đây là đơn hàng của Trần Hà Bảo Vân, 105.000. Một chiếc ba lô BTS huyền thoại của chúng ta, màu hồng rất là đẹp nha. Đợt này về màu hồng rất là đậm và rất là đẹp luôn. Đây phía sau hai cái quai còn có cả cái chỗ tăng giảm cho mình luôn nè em ha. Ba lô này rất là rộng, mình có thể đựng được rất là nhiều tập sách để đi học nha. Chỉ 55.000 một chiếc ba lô này thôi. Đẹp chưa nè, còn có cả một sấp hình công chúa nữa nè em ơi. Rất là dễ thương, ở phía trong thì có rất nhiều loại hình công chúa khác nhau nha. Đây, một sấp dày như thế này luôn, chỉ có 20.000 nha. Rất là đẹp ha, tha hồ cho các em tô vẽ luôn. Võ Thị Mỹ Hạnh ơi, đây là đơn hàng 95.000 của em nè. Và em có đặt là hai chiếc nhẫn nha, nhẫn chữ rất là dễ thương ha. Một chữ N và một chữ T, cực kỳ sáng luôn á, mà chỉ có 3.000 một chiếc thôi nha. Rất là đẹp nha. Đây, chữ N, xinh lắm luôn. 3.000 một chiếc thôi. Còn có là một đôi bông tai nha, cherry. Đây, đôi bông tai cherry, hạt màu đỏ và lá màu xanh ha. Rất là dễ thương luôn, đeo lên tay rất là đẹp ha. 15.000 một đôi bông tai nha em. Yeah, yeah, yeah. Bạn còn có mua cả một hộp trang sức hạt dùng để sâu chuỗi, để mình làm vòng đeo tay á các em. Đeo tay, đeo cổ cũng rất là dễ thương ha. Ngoài ra thì còn có cái hộp Hello Kitty cực kỳ dễ thương luôn, để mình khám phá bên trong nha. Đây, có hình gì đây? Hình chấm bi, hình tròn chấm bi nè các em. Hình mặt cười nè, hình chiếc nấm biết cười luôn. Đây là chữ, đây là hình trái tim. Đây là hình những chú hỏ ngủ nè, ngủ mơ, dễ thương lắm luôn. Hình trái dâu nè, trời ơi, rất là nhiều màu luôn nha. Còn đây là hình gì các em? Hình ngôi sao nè. Chính giữa là những hạt tròn để cho mình sỏ đó các em, mình sỏ. Wow, còn có cả hình Hello Kitty nữa nè các em. Hình bông hoa hay Hello Kitty nha. Wow, cực kỳ dễ thương luôn. Rất là đẹp mà chỉ có 41.000. Ngoài ra thì ngoài những cái món ở bên trong, đây mình còn có dây để sỏ nữa nha em. Có dây nha, chứ không phải là không có ha. Đây, cái hộp như thế này chỉ có 41.000 thôi, cực kỳ xinh. Sách đi rất là đẹp luôn á. Yến Nhi ơi, Yến Nhi đây là đơn hàng 196.000 của em nè. Đầu tiên Yến Nhi có đặt là 3 quả thơm. Ai ăn thơm không? Ai ăn dứa không? Có cái đồ móc để chúng ta xách đi luôn nè các em. Mình có thể hoặc là chúng ta có thể móc ở bất kỳ ở đâu luôn ha. Móc khóa này dễ thương không? Đây là quả thơm. Đây, cái này là hộp bút quả thơm nha các em. Đây, dễ thương không? Đây, chúng ta có thể đựng bút ở phía trong ha. Rất là đẹp luôn. Chỉ có 35.000 một quả. Chị tháo bịch quả này cho các em nhìn ha.
ba, bạn đặt là ba quả, ba hộp bút đó các em. Chị gọi là ba quả thơm luôn. Đây, một là màu hồng, hai là màu vàng và ba là màu xanh nha. Chị lấy ba màu khác nhau cho em luôn. Mỗi hộp như vậy chỉ có 35.000, cực kỳ là đẹp luôn mà. Chúng ta còn đi học được nữa. Tiếp theo là ba cái gom đôi dép nha. Chị lấy cho em là quả nho nè, quả dưa hấu và quả dâu. Mỗi gom dép như vậy chỉ có 6.000, rất là dễ thương đúng không các em? Rất là dễ thương luôn. Nhìn cái mặt cười này là chúc các em học hành chăm chỉ và luôn được thầy cô khen thưởng và yêu mến nè, bạn bè yêu mến ha. Đây, gom dép cực kỳ dễ thương mà chỉ có 6.000 thôi. Yeah, bạn còn có mua cả hai chiếc cài tai mèo nữa nè, rất là dễ thương luôn. Một chiếc cài nào cũng có chấm bi ha. Đây là sọc xanh đậm nè, còn đây là màu hồng nè, rất là dễ thương luôn. Mỗi chiếc cài tai thỏ như thế này chỉ có 20.000. Và đây là đơn hàng của bé Phạm Hồng Liên, 83.000. Đủ hai chị em chúng ta cùng đếm nè các bạn ơi, các em ơi. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 8 ở đây và 10 ở đây, đủ nha em. 10 hũ trái tim đều có nắp hết luôn, rất là đẹp ha. Đây, có nắp 2.000 một hũ. Và em còn có mua là một bộ kit làm xì lam, 12 nguyên liệu làm được 5 loại xì lam khác nhau, chơi cực kỳ vui luôn. Còn có cả cây khuấy đất sét và khuấy xì lam và cắt đất sét nữa này các em. Rất là dễ thương ha. Đây, rất là rẻ, 30.000 một bộ này thôi. Huỳnh Thị Mỹ Liên ơi, đây là đơn hàng 91.000 của mình. Đầu tiên sẽ là hai cây bút, một cây bút chì khóa và một cây bút dù nha, hình chiếc dù, có thể là gọi là người tuyết nè các em, khuôn mặt người tuyết ở trên đây nè, rất là dễ thương nha. Mỗi chiếc như vậy là đều là 5.000 thôi nha, rất là đẹp luôn, có chú khủng long bên trong nữa. Chỉ có 10.000 một hũ xì lam này. Một quýt xì bắp rang bơ cực kỳ mềm và cực kỳ thơm luôn, 18.000. Bạn còn có mua cả đồ dùng học tập nữa nè các em. Một cây thước đi té 8.000. Còn có cả bịt mắt ngủ nữa nè các em ơi. Bịt mắt này là bịt mắt nước nha, giúp cho đôi mắt của mình mát và mình ngủ sẽ ngủ ngon nè. Ngủ ngon thì chúng ta sẽ có trí thông minh, học giỏi nữa nha. Bịt mắt nước này là 32.000. Và đây là đơn hàng của bé Nguyễn Trần Tâm Như, 130.000. Đầu tiên sẽ là hai cô nàng búp bê mắt đá xinh đẹp huyền thoại của Shop Dog TV. Yeah, một cô tóc trắng hồng mặc váy màu hồng cực kỳ xinh nha. Đây, còn một cô thì là tóc tím hồng mặc bộ váy cực kỳ là xanh điệu luôn ha. Mỗi cô đều có một nét đẹp riêng luôn. Mỗi cô như vậy là 35.000 nha. Có hai cây bút Galaxy nha, một Doraemon và một là chú gà ha, gà hoặc vịt đó các em. Cái miệng thì của vịt mà cái người thì của gà. Rất là dễ thương, 5.000 một cây nha. Bánh răng 10.000. Wow, dễ thương chưa? Bạn còn có mua cả hai cái gom tủ lạnh nè các em. Vừa cả có cả một bầy cá heo, vừa có cả những hạt nở trong đây nữa. Mỗi gom như vậy là 5.000, cực kỳ đẹp ha. Chị lấy cho em màu hồng và màu xanh. 5.000 một gom này nha. Các em có thấy điều gì khác không? Khác là hồi nãy chú cá heo trên đây nè rớt vô cái đống hạt nở của ta nè. Chị chỉ việc là mở tủ lạnh ra và di chuyển bạn nào về vị trí nấy thôi. Rất là dễ thương, một cái gom tủ lạnh xinh xắn như thế này. Và đây sẽ là đơn hàng của bạn Ngọc Bích, 243.000. Yeah, đầu tiên Ngọc Bích có mua là một puppy cooking làm sushi nha, rất là dễ thương ha. Đây, các em nhìn nè, loại này là 130.000 nha. Rất là dễ thương, ở phía sau ha, có hướng dẫn chúng ta làm từng bước, từng bước, từng bước ha. Chúng ta học cách nấu ăn một cách... học nấu ăn một cách dễ dàng ha. Khi mà nhìn vào những hướng dẫn sử dụng này và cố lên để biết nỗi khổ cực của mẹ và bà khi vào bếp nha. Trải nghiệm một cho thú vị, thật thú vị khi chuẩn bị làm một đầu bếp tương lai các em nha. Hộp này là 130.000, rất là dễ thương và ngon nữa, các em yên tâm sử dụng vì đây là sản phẩm của Nhật nha. Và đây là hai cây bút Galaxy, Doraemon và hai chú gà, cực kỳ dễ thương, 5.000 một cây nhé. Và em còn có mua cả là hộp bút chú mèo nằm ngủ, nhưng mà thật ra cái này không phải chú mèo nằm ngủ đâu em, chú mèo cười híp mắt luôn á. Đây, ngăn kéo rất là ok ha. Một hộp bút nước như thế này là 70.000, có hình trái tim cực kỳ xinh, ở phía sau là trong suốt nha các em, rất là dễ thương ha, 70.000 đồng.
Và đây là đơn hàng của bạn Lưu Thị Đoan Trang, 186.000. Bạn có đặt là một bịch cơm tổng hợp ha, để chị coi tổng hợp có những gì trong đây nha. Nào là lá nè, rồi trái cây nè, hoa nè, mặt gấu nè, trái tim nè. Trời rất là dễ thương, hình chú gì đây các em. Trời ơi, nhìn không ra luôn á. Rất là đẹp ha, một bịch cơm tổng hợp như thế này chỉ có 5.000 thôi. Cũng có là một bịch marshmallow tổng hợp nha. Đây những bông hoa vị tổng hợp nha, rất là đẹp ha. Đây, không những đẹp mà ăn nó còn ngon mà nó mềm nữa nghe, mềm như whisky vậy đó. Rất là dễ thương ha, một bịch marshmallow như thế này mà là 16.000. Một cô nàng mắt đá xinh đẹp, tóc vàng, xin lỗi, tóc vàng hoài à, tóc tím hồng như thế này rất là dài luôn, suông mượt, mặc bộ váy rất là đẹp luôn mà chỉ có 35.000 thôi nha. Đây, khuôn mặt búp bê thì rất là đẹp ha. Có một bộ kit làm slime 12 nguyên liệu làm 5 loại slime khác nhau, chơi cực kỳ vui luôn nha, chỉ có 30.000 thôi. Một bịch xốp li ti rất là đẹp, 9.000. Một keo sữa 4.000. Một bịch hồ 10.000. Đây, sao nó cứ mờ mờ đấy. Rồi bạn cần có mua cả 2 gom dép nho và dưa hấu nữa này các em, mỗi gom như vậy là 6.000 nha. Bạn còn có mua cả 4 cây bút nữa kìa nè các em. Bút gương nè, dễ thương chưa. Bút Doraemon nè, bút gương phía sau có hình gì đẹp quá à. Gương nè, Doraemon Galaxy nè. Bút sổ nè các em, bút sổ đây chị coi hình gì. Wow, hình chú vịt. Phía sau là có giống cái này thì bạn nào cũng biết ha, TikTok đúng không. Đây là bút sản 5.000 một cây nha. Bạn có mua một phụ kiện túi sách nha, gồm có một túi sách và một chiếc nón, rất là dễ thương, 5.000 một bịch. Có cả bịch giày cho búp bê nữa nè các em, 5.000 luôn. Yeah, hai chị em song sinh, hai chị em mặt cười song sinh, rất là dễ thương. Màu hồng nha các em. Đây, một cặp lắc tay như thế này chỉ có 5.000 thôi, rất là rẻ luôn các em nè. Rất là rẻ luôn. Đây, mà đẹp nữa, một cặp lắc tay như thế này, cực kỳ xinh luôn. Và đây là đơn hàng của bé Lê Phương Khanh, 460.000. Đáng lý ra là đúng là 460.000 nha, nhưng mà do báo giá 467 là do ở đây nè em ơi, mannequin là 28 nhưng mà do là shop nhập nhầm là 35 cho nên shop đã sửa giá lại cho mình là 28.000 nha. Đây, trừ đi 7.000 ha. Rồi, đơn hàng của mình còn 460.000. Đầu tiên bạn có mua là một bộ gối chơi búp bê, bộ gối màu vàng cực kỳ xinh, có đính hoa luôn, 18.000 nha. Bạn rất là chu đáo luôn đó, mua gối rồi còn mua khăn nữa, có cả khăn mặt, khăn tắm và cả mền cho búp bê nữa ha, rất là dễ thương, 15.000 nha. Có một cái giá đỡ cho búp bê đứng luôn nè, 10.000. Móc để treo đồ cho búp bê, 3.000. Bạn còn có mua cả ghế kiểu cho búp bê ngồi nữa này các em ơi, ghế này xếp ra, chị lỗi, ship vào và mở ra được nha. Đây, ghế kiểu 35.000, rất là đẹp nha. Một mannequin cực kỳ dễ thương luôn, có cả vòng cổ nữa này các em. Đây, thiết kế theo hình dáng của búp bê ha, giúp cho mình ha có thể làm một nhà may tương lai luôn các em ha, một nhà thiết kế thời trang tương lai. Mannequin này chỉ có 28.000 thôi. Bạn còn có mua cả một chiếc phao mini 10.000, một bộ đồ bơi 7.000 nha, hoa văn rất là đẹp luôn ha. Đây, 7.000 mà hoa văn rất là đẹp. Em ơi, xinh chưa nè. Chỉ có 7.000 thôi đó. Bịch giày cho búp bê 5.000, một chiếc laptop cho búp bê nè các em ơi, xinh chưa, 5.000 nha. Có cả cặp cho búp bê đi học luôn nè, chiếc cặp táp làm bằng da ha, rất là dễ thương, bên trong rất là rộng rãi ha, mà chỉ có 9.000 một chiếc cặp như thế này thôi, chắc chắn lắm luôn. Và đây là cô nàng búp bê mắt đá, đây mặc đồ bay ha, trong mái tóc dài mượt, tóc nâu tím nha, rất là dễ thương luôn em ơi. Búp bê mắt đá này là 35.000 ha, tóc nâu tím dài mượt rất là dễ thương, còn có bộ đồ xanh điệu nữa nè. Bạn cần có mua cả giường cho búp bê ngủ nữa nè các em, có nệm ha, và phía sau có cả gối ôm và gối đầu cho búp bê, một chiếc giường
rộng rãi như thế này cho búp bê nằm chỉ có 60.000 các em ơi. Yeah, bạn còn có mua cả một chiếc tủ to như thế này để đựng đồ cho búp bê luôn nè các em. Hình gì đây? Hình ba cô nàng công chúa rất là xinh đẹp ha. Có bàn trang điểm nữa nè các em ơi. Rất là dễ thương nha. Một chiếc tủ to như thế này là 72.000 nha. Còn có cả đồ học sinh nè, áo học sinh nữ và váy cho học sinh đi chỉnh lỗi cho búp bê đi học nha. Một bộ như vậy là 25.000. Bạn này thiệt là chu đáo quá đi. Còn mua cả đồ ngắn cho búp bê ngủ nữa nè. Rất là đẹp nha các em. Hoa văn đẹp mà vải cũng đẹp nữa, kiểu may cũng đẹp nữa. Áo hai dây có ren luôn, dễ thương quá chừng. Chỉ có 20.000 một bộ. Tiếp đến sẽ là một chiếc váy tiểu thư nha. Váy ngắn 16.000. Các em nhìn nè, chỉ có 16.000 thôi, nhưng mà váy cực kỳ đẹp luôn á. Rất là đẹp luôn ha. Có một cái lớp nữa là búp bê có thể mặc một bộ sare ngắn như thế này rồi thành cô dâu luôn á. Rất là đẹp luôn. Chị chọn cho em một cái màu, chị cũng cảm thấy rất là đẹp luôn. 16.000 một bộ váy này nha em. Và cuối cùng thì bạn có mua là một bộ đồ bay cho búp bê nè các em. Và có cả một cái váy yếm nữa cho búp bê nha. Đây là phía sau nè, váy yếm có ren ha. Đây là phía trước, rất là đẹp ha, màu cam. Áo thì màu đỏ, rất là nổi luôn, tuyệt vời. Một bộ váy yếm cho búp bê và một bộ quần yếm. Chị xin lỗi, không phải quần yếm mà là đây là đồ bay cho búp bê, cực kỳ sành điệu luôn. Ở phía sau nè các em, hở lưng, rất là đẹp luôn á, dễ thương cực kỳ, vải cũng đẹp nữa. Đây, mỗi bộ là 35.000 nha các em, cực kỳ xinh. Chị rất là thích bộ đồ bay này luôn á. Và đơn hàng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình quay video kiểm hàng ngày của ngày 15 tháng 8 năm 2019 của chị em mình rồi. Hẹn gặp lại em các em ở video sau nha. Nếu các em muốn gọi đặt hàng hãy gọi 0937899707 và đừng quên xin phép ba mẹ trước khi đặt hàng nha. Yêu các em nhiều.